xứ một trinh nữ, người hà sinh ra đừng cứu đời nay trở nên người ở giữa thế gian phần cơ hàn. Bethlehem ơi, ngày Thiên Chúa đến thăm nhà của người mà các người xua đi, chẳng mang để tâm thăm nom khi hài nhi giáng sinh. Người là đấng mà ngôn sứ báo tin từ thuở nào, là bé thơ trong khăn giữa trời giá bằng Bethlehem, chính là vua của người. Trên không trung vang lên muôn tiếng thiên thần ân hoan loan tin, con Chúa ra đời giữa mùa lạnh lùng chốn hàng lửa tối tăm. Muôn dân ơi mau lên đi đón vua trời, ngài vừa chào đời đem đến an bình lòng người yên lành cho trần gian tái sinh. Bethlehem ơi, ngày hôm nay Chúa thăm nhà của người, sao người nhà chẳng ra để chào đón Chúa? Vì Thiên Chúa ngày xưa ấy dẫn người đi về từ cảnh nô lệ vào nơi ấm no đầy sữa mầm. Ngày hôm nay người thăm viếng chính nơi người táng thành, hầu cứu ai thương đau giữa đời không than lo toan, ban bình an phúc âm. Hài nhi ơi, là Thiên Chúa giáng sinh rừng muôn loài, một tấm thân mong manh trên lửa thơ hơi vây quanh, nay ở đây giữa người. Trên không trung vang lên muôn tiếng thiên thần ân hoan loan tin, con Chúa ra đời giữa mùa lạnh lùng chốn hàng lửa tối tăm. Muôn dân ơi mau lên đi đón vua trời, ngài vừa chào đời đem đến an bình lòng người yên lành cho trần gian ta. Chào đời đem đến an
minh lòng người hiền lành cho trần gian tái sinh.